Xin chào tất cả các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn vào học trực tuyến ở trên sàn đào tạo của Cô Quỳnh Kế Toán. Thì đầu tiên ở trên thanh công cụ các bạn gõ Cô Quỳnh Kế Toán viết liền không dấu .edu.vn. Sau đó các bạn enter thì sẽ vào trang đào tạo của Cô Quỳnh. Thì khi vào trang đào tạo của Cô Quỳnh thì nếu như ở bên phải góc màn hình của các bạn có chữ có ô đăng nhập thì các bạn kích luôn vào đây để các bạn đăng nhập vào trong trang. Hoặc là không thì các bạn có thể kéo luôn xuống dưới. Thì ở dưới này là có nó 9 cái ô. 9 ô là 9 khóa học. Đấy, từ quyển 1 đến quyển 8 và ô kế toán cho người mới bắt đầu. Thì với học viên mới thì các bạn chọn chọn luôn vào ô kế toán cho người mới bắt đầu. Các bạn kích chuột vào đây. Đấy, khi các bạn kích chuột vào ô kế toán cho người mới bắt đầu thì nó sẽ vào cái giao diện của khóa học kế toán cho người mới bắt đầu. Thì khi vào kế toán cho người mới bắt đầu thì các bạn có thể kích vào đây để đăng nhập, hoặc các bạn có thể kích vào ô mua khóa học. Đấy, mua khóa học nó nằm ở bên dưới cái hàng số 2 triệu 500.000 đồng này. Đấy, các bạn kích vào mua khóa học thì nó sẽ lên một cái giao diện đấy, để cho các bạn đăng nhập. Đấy. Thế thì ở cái ô bên trên này, ở giao diện đăng nhập ở ô bên trên này thì các bạn sẽ gõ vào đây là cái địa chỉ email của các bạn. Đấy. Các bạn gõ cái địa chỉ email của các bạn vào đấy. Và cái ô bên dưới này các bạn sẽ gõ cái mật khẩu. Đấy, cái ô bên dưới này các bạn sẽ gõ cái mật khẩu mà cô Quỳnh kế toán cấp cho các bạn. Đấy, khi các bạn nhập xong email và mật khẩu vào đây rồi thì các bạn sẽ kích vào cái ô đăng nhập ở bên dưới này để vào khóa học. Đấy. Đấy, các bạn kích vào cái ô đăng nhập ở bên dưới, nó sẽ lên một cái hàng chữ màu xanh ở đây là nếu mà thông tin chuẩn nó sẽ lên hàng chữ màu xanh ở đây, sau đó nó sẽ vào khóa học. Thì khi vào khóa học thì đối với lại một số máy thì là có thể là sẽ vào vào thẳng trong khóa học được luôn, nhưng có một số máy thì là khi vào trong khóa học rồi ấy, thì các bạn sẽ còn phải thêm một cái động tác nữa. Đấy, khi vào trong khóa học rồi thì các bạn sẽ còn phải thêm một cái động tác nữa là các bạn sẽ phải chọn cái chọn ô tham gia khóa học. Thì sau khi các bạn đăng nhập xong rồi thì nó sẽ vào khóa học, nhưng mà có thể là nó vào luôn khóa học, hoặc có thể là ở đây nó sẽ có một cái ô nó hiển thị màu xanh như này. Nếu mà cái ô hiển thị ở đây nó cái chữ tham gia khóa học mà nó mờ đi rồi thì là các bạn đã vào rồi. Còn nếu mà nó vẫn hiển thị màu xanh sáng thì các bạn phải chọn chọn tham gia khóa học ở đây. Đấy, khi các bạn chọn tham gia khóa học xong rồi thì là cái ô chữ tham gia khóa học đấy nó sẽ mờ đi và các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ chọn vào mà sẽ chọn vào mà bắt đầu từ lý thuyết bài 1, các bạn chọn vào lý thuyết bài 1. Đấy, các bạn chọn vào lý thuyết bài 1 và các bạn bắt đầu học thôi. Rồi, chúc các bạn học vui vẻ nhé.